chứ có thầy vợ ở đâu. Khỏe đó, được mới luôn ha anh Út. Hả? Hello, chào anh Út nha, chào chào em. Cả chào nhà đang xem kênh Chợ Sài Gòn nha. Có thầy vợ ở đâu không? Nay nhân dịp anh Út đang sửa một cây mai VIP viềm việp ha. Cây này của anh Thi anh gửi nha. Quay cho anh chị em xem cách này bữa mình ghép là được 2 tháng phải không anh? Chưa đâu, chừng tháng mấy à ơi. Tháng rưỡi chưa? Chắc cỡ khoảng đó đủ lợi rồi à. Tại đóng mà, đóng lên lẹ lắm. Ghép được khoảng 1 tháng rưỡi. Tháng rưỡi rồi giờ tới giai đoạn này nè anh chị em. Đó, giai đoạn là vô kẽm ha. Giờ là mình chia tàn. Vô kẽm chia tàn á. Giờ này là vô kẽm chia tàn đặng mình quấn cơ á. Chứ không quấn được gãi. Gãi lum á. Thứ nhất là gãi, thứ hai là chứ em để về là nửa cái mai đâu gãi gì đâu. Món nó bự lên nó khó không anh? Đúng rồi, với để về cái mai nó kỳ lắm, nó không có ý nghĩa gì chứ. Cái mai là phải chung là mai là phải sửa. Không sửa coi đâu được. Vô kẽm 2 ly ha. 2 ly rưỡi. 2 ly rưỡi. Ừ. Đi về cho chắc, cho nó khỏe mình đó. Chứ em đi gì này tổng mới vô được có 2 nhánh nè, quay cho anh chị em xem toàn bộ cái cây này luôn, VIP luôn. Giờ mình bẻ được nhánh nào hay nấy, cái sáng mai mình dậy sớm mình bẻ được hai nấy cái vô trọng mình sửa mai trọng, mình tứ mai trọng. Cực lắm em ơi. Bẻ là anh chọn cái nhánh cành một bẻ trước phải không? Đúng rồi, mình chia ra, mình chia bên nào mà thiếu. À. Bên nào thưa. À. Rồi mình lấy cái bên về mình đưa qua. À. Là một cái cây nó mới thành phẩm em. À. Chứ giờ em bẻ tán là có vẻ là anh thiếu đúng không? Đúng rồi. Này là nhánh này là đám con đầu nè, em thấy không? À. Nó thì thiếu này là em phải đưa lần qua. À. Đó, đưa qua. Rồi bắt đầu từ cái này làm cái tầm á. Đúng rồi, cái chuẩn đó mình lấy cái đó. Đó bắt đầu mình kéo xung quanh qua đó. Đúng rồi, đó là mình phải làm vậy đó. Chứ đâu phải đừng chứ đâu phải mà giờ chứ em chữ em lấy cái quá trời nhánh em để vô là hư. Nó có nói là em không làm được việc gì đó. Giống như cái này là cái này bẻ bên đây, cái này bẻ bên đây. Đặt quá là cái này bẻ bên đây là tiêu rồi. Đúng rồi, nó đặt quá là em không làm được việc gì đó. Là hư tự nhiên em gối là em phải bỏ thôi. Cực lắm, bẻ non chua lắm, khó bẻ lắm. Em mà phải cái nè, cái tay em nhớ này nè, phải cái tấm cái anh không? À. Là em phải chịu cậy. À. Chịu cứng nè, lại tay cho chắc vinh con kẽm luôn nè, cái tấm cái nè. À. Em mà cái này là cái con kẽm mà để đặt nó lên bỏ anh chỉ anh nói cho nghe. Nè để bỏ nè, trống nè thấy không? Nè cái tay con cái là em phải chịu ngay chỗ cái mình đóng đầu nè. À. Chứ cái dây là 2 ly rưỡi nè, em không biết á, em đấm em nghĩ vậy nè. À. Nè em nghĩ nè là nó hở ra là chết. À. Nó rất khó nha. Đó, em thấy không? Nó hở ra là em nghĩ ra, nó nghĩ ra là cái đầu đóng này nó sẽ hở mũ. À. Để nó chết. À. Bởi cái hàng mà vụ mai non này là phải biết cách là chết cây hết. Cái khúc này á. À, cái khúc này khúc khó khăn đó là chịu phải phanh tay phải chịu chắc vậy nè. Ừ. Là không có cho mình không có cho cái đầu đóng nè. À. Cho cục kĩa. À. Giữ cho nó chắc. Đó, mình cục kĩa là mình nắm mình chịu lần rồi nè. Đó. Cho nó qua cái cơn này thấy không? Thấy đó này, rồi em phải chịu vậy nè, này cái tay cái em phải chịu nhánh hàng thế à, không có cho nó cái khúc này là ok đúng rồi là em không có cho cục kìa, tại vì em đi dây này với hai ly rưỡi này tuy là nó khó một chút mà em để thời gian lâu được biết không, nó hơi cứng hơn đúng không? Đúng rồi, nó chắc hơn mà thời gian lâu được. À, nó cứng hơn cái 2 ly à? Đúng rồi, 2 ly nó mềm lắm. Đó, rồi em bẻ là lúc mà em nắng là cái tay em muốn phải chịu vô cậy rồi nè. Chứ em muốn làm sao em làm chịu vô cái khúc mà mình cái cậy á cái gì đó? Cái đầu á cái đầu mình cậy đóng mai á đóng mai á đóng mai đó cái bo cái bo á mình không vịnh ngay đó là nó tét ra không là tét bỏ là hư cũng như giờ đại thừa nè. Đó là em chưa biết đường quấn đâu hết giờ nhánh này nè, vậy nó đang thừa nè thấy không? Là em phải đi trước cái này đi. À cái nhánh thứ ba đó, nhánh thứ ba mình từ từ mình tính. À là mình đi em đi trước cái này đi, nó thiếu rồi em mới đi mới vòng ở dưới trước. Đúng rồi. Đây, nhánh này ở đây thì nhánh này cách qua đây, nhánh này qua đây. Ừ. Nó đều qua đó. Ừ. Còn mấy cái là mỏng nè, em đi 2 ly được nè. Thấy cắt bỏ thấy ớn không? Ừ.
Đó, rồi mình bẻ nó nữa nó mới đều thôi em, chứ không có là khô à. Nè, dây 2 ly nè. Nè, thấy không? À. Anh cắt cái mấy cái nhánh mà nó đâm lên đúng không? Đúng rồi. Nhánh đâm lên. Đâm lên mình khó bẻ xuống. Tại cái đầu đóng nó xỉa lên nè. À. Mình này mình bẻ là mình bẻ cái nhánh ác của nó. Nó mình vừa bẻ nó, nói chung là mình vừa nhánh, nói chung là ác ánh nhánh cự gà. Đúng rồi. Nó vừa dễ cho mình mà vừa đủ thứ. Nói chung là cái gì cũng phải biết cách em ơi. Rồi này em bẻ coi chi không? Tại cái này là em đâu có được móc đâu. À. Ờ này em mẻ móc về, móc vừa. Móc vô nha. À. Móc vừa em kéo lạnh cứ ngắt luôn. Đó, thấy không? Từ. Thấy không? Anh kéo lại cái kẽm của mình này nó siết vô trong đầu đóng luôn, nó còn mỏng hở ra. À. Đó. Bỏ cái giai đoạn này giai đoạn khó. Về làm bẻ bắn về, thấy không? Đi lâu là cái tay em phải chịu rồi nè, thấy không? Nè cái tay em phải chịu nè. Ừ. Chứ để cái này là nó sức ra nó chết á. À. Em thấy mũ nó kéo xanh này, thấy không? Đúng rồi. Ừ, em phải chịu rồi nè. Chịu chỗ mà cái vỏ tách ra. Đúng tách rồi đó. Để cái đỉnh hở ra là cái đầu này chết, cái nhánh này chết nè. À. À. Là vậy. Em thấy đâu dễ ăn đâu, thấy không? Đâu phải rồi. Em phải kiếm đồng tiền mà đơn giản mà dễ đâu em. Bởi mình khi mình nói được là mình phải làm được, và khi bà con người ta mới đón nhận được, còn mình nói được mình đi nói không, mình không làm được là người ta không đón nhận đâu. Thấy vậy chứ khó khăn lắm. Chị cây mai già đó, em uống em nắng em chia nó dễ đây, còn cây mai non nó rất khó. Thường mấy cây mà mới ghép á, cây một nó ra bự là bình thường, nhưng mà cây hai đó. Đúng rồi, nó si á. Cây hai dễ bị si lắm. Đúng rồi, đúng rồi. Anh chưa cho ăn phân nha, chưa gì cho nha Hồng. À. Chưa cho ăn gì cho nha, anh nói thật em á, chưa cho ăn gì cho nghe. Là tính về chính bỏ tháng nữa, đằng mình nửa tháng nữa mình tưới phân trọng á. À. Rồi mình cho ăn luôn. Anh mới xịt mà cô xanh hả? Đúng rồi, mới xịt hơi xịt bữa hút hoa á. À. Hiện đây cũng nửa tháng xịt lần. Nó chứ dễ ăn là ta ăn hết thì đâu tới mình ăn. Cây muốn đẹp là phải xịt thường xuyên mới được. Đúng rồi. Mình muốn kỹ. Chứ thôi là nó lỡ ra cây hay mà nó yếu thôi rồi luôn, nản luôn. Cũng như vậy là em phan lên tứ phân cứ thích đi. Không mày của anh, ý riêng của anh thôi nha. Để cho lá nó già một cái, cho nó chạy đọt một cái nữa, coi nó chạy đọt cứng hay không. Được. Rồi mình mới giữ cho nó ăn. Lên cây ba hả? Ừ. Lên cây ba. Lên cây hai cũng được, mà cây ba nó khỏe, em giờ em dễ biết lắm. Nó cái này là cây hai rồi đó. Ừ, nó sáng lắm, nó sáng tài ghê lắm. Cái này lên cây hai nè. Ừ, nó sáng lắm. Ừ. Giờ cái nhánh này xua đây nè, nhánh này xuống gấp vô chỗ này nè. À. Đó. Đó, nó trống đúng không? Ờ, nó gáp vô chỗ đó. Nó trống mà lấy cái nhánh của thằng bên này gáp xuống. Ờ, nó gáp xuống đây. Ừ. Này giống như chơi xếp hình vậy. Khéo à. Khéo chùa lắm. Khúc này mà lỡ làm rớt cái bo cái thôi luôn. Đúng rồi. Em biết không, lỡ nó có cái đầu một nè. À. Lỡ nó rớt cái chết luôn, cái cắn lử bụng mà mốt làm nó khó khăn. À. Hai ba cái còn lỡ chết một cái mà còn làm được. Đâu mà lỡ mà có một cái vậy chết cái còn cắn lử liền. Nhiều khi cái may mình thì còn được. Ừ, tại lỡ nó bị lỡ cái mai khách hàng cái người ta sẽ nói xấu mình liền. Nó bị chậm ghép lại, bị chậm nó không chậm, nhiều khi nó không lên nữa, nhiều khi nó không lên nữa. À. Khi nó hư luôn, nó chết nhánh luôn. À. Của mình thì sao cũng dễ, còn của khách là mình vậy, không phải nói rất là phải kỹ lưỡng. Anh nói thật, cái gì cũng vậy, mình mà làm mà lấy tiền rồi không phải đơn giản, nó rất là khó khăn. Cái này lấy tiền chưa anh? Chưa. Không, mai anh thật em không dám lấy từ trước đâu. À. Ủa mà làm không nổi á. Chứ không phải đơn giản đâu. Lấy tiền trước lo lắm. Mà không phải đâu, anh khi anh Quang, anh Quang nè, ảo anh Trí anh cho tiền trước nè, mình cũng sợ cái bà luôn, phải gắng cố gắng hết sức luôn á, nói thiệt em á, chứ không phải đơn giản đâu. Lo lắm chứ bộ, mình sợ mai là chung là sống là nuôi cây sống là 100% rồi đó. Mình làm mình nuôi được hay không, cái đó mới gọi là cái hay. Không sao đâu, mấy anh đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn mà. À chứ đúng rồi đó, tất nhiên rồi, nốt trước đi. Đúng rồi, mình nói thật á,
chứ mình quan trọng là mình nuôi là cây là 100% là sống đủ lên đẹp đàng hoàng, chứ không phải là bèm tùm lum. Quan trọng mình nuôi cái thời gian dài được hay không, thấy không? Nè, những này phải đưa ra đây ra. Mình muốn lắc ở đây được không, lắc đẩy luôn cũng được, rồi mốt cái sau rồi mình lắc qua. Giờ mình bẻ cho tàn cho điều. Lên tầng 2 đó. À, nó này không? Ừ. Thì mình giá vô cái lỗ này. Nó nhấc á, giá vô. À, bây giờ mình lên tầng 2, bắt đầu vòng vòng lên á. Vòng vòng lên. Bởi em thấy đâu phải mà em thấy đâu phải cái gì mà dễ ăn nó đâu. Cây đang còn thấy ghê đúng không? À, chút để coi nó như thế nào. Thì bẻ lên đẻ bà. Anh em nhớ ngón tay bên trái cái tay cái anh á. Anh phải vịn cái mối ghép á. Đúng rồi. Không cho cục kìa. Cái cục kìa nó hở là anh chết liền. Đó là mình vừa xong được qua cái cơ này là cái tay em phải chịu vậy nè. À, cầm kẽm mình phải lắc từ từ tại mà đi dây hai lưỡi nó cứng. À. Là chung là nó chắc. Vậy biết sao khi gió nó không có đung đưa. À. Ừ. Thì thường 2 ly cũng được rồi. 2 ly được rồi, đúng rồi. 2 ly nó mềm lắm. 2 ly là chỉ mấy cái này nè, mấy cái nhỏ này nè. Ồ, cái siêu bông mình lợi rồi, cái xương của nó bự chưa? Ừ. Bự hơn cái 2 ly rưỡi luôn á. Nó sao bự bằng cái dây 3 ly quá. Bự. À, từ hồi mà anh nói thiệt em, từ hồi anh vô phôi tới giờ nhưng chưa biết tí cái thích hay cái kích rễ ổ tứ bơ khúc thử mẹ vậy đó, anh nói thiệt á, chỉ có tưới không có tưới gì đó á, có xịt thuốc hay à xịt thuốc lên lá rồi. Ừ, xịt thuốc chứ không có làm gì đó. Nói tới xịt thuốc là nhiều anh em đang hỏi cái HVB giờ còn phun lên lá không à anh? Mình khi mình tưới cây mình còn phun á chứ. Dạ vẫn còn đúng không? Còn chứ. À, vẫn còn luôn nha anh chị em. Mình tưới cây còn phân còn thừa đó. Phân còn thừa á mình phun lên chứ. Mỗi lần tưới mình cứ phun bình thường nó không sao đâu đúng không? Thì cũng như là lan tưới phân nè, thì lúc nào trong bồn mình nó cũng dư khoảng 70 lít 100 lít phân. À. Và anh đổ thuốc gầy vô dứt luôn. Ừ. Là vậy đó. Chứ đâu phải nghĩ đâu. Đó là xong được 3 nhánh rồi đó. Thêm bánh tỉa cái này nè. Nó quá tâm lâm mình phải chọn lọc. Đúng rồi, mình phải chọn. Nó không trúng rồi. Thấy nó quá trời đất không biết đó. Được. Không biết được cái tao còn yếu thì mình không ấy, mình không quấn kẽm, để gì bữa dài mình quấn. Với mình tỉa rồi nè, nó không có, với nó không có hư cây, với cây nó chịu lực được, còn mình không tỉa thì nó bị rớt. Tỉa cái trong thôi vậy. Ừ, tỉa cho nó trống, chứ nó lỡ mà nó còn ngắn á, mình không bẻ kẽm á. À. Thì nó gió nó thổi nó cũng không có gãi. Này hai cái đây nó tỉa ấy ra đây mà anh cũng tỉa luôn. Tại nó bị yếu hơn. Tỉa này luôn nè. Nó yếu. Nó bị yếu á. Nó không có khỏe đó. Mình lấy nhánh khỏe mà. Mình lấy nhánh trái mà. À. Ừ. Anh tỉa này nè. Đó, anh tỉa nè, hai cái anh lấy một thôi. Ừ. Cứ hai cái là anh lấy một, cái này cũng y vậy nè. Yeah. Đó, cứ hai cái anh lấy một nha anh chị em. Ngày anh tỉa cái râu này luôn. Đó. Yên cái thôi, mình bẻ nữa đẻ ghê lắm, tại mình bẻ ra nữa để em chơi ghê lắm. Chứ nó mình đâu cần. Nó nhiều quá nó chạy không nổi ha anh. Đúng rồi, nhiều quá chạy không nổi rồi. Chứ nó đặt kẹo rồi nữa nó hư. Nhưng mà bây giờ là vô kẹp là nó đã chập lại rồi đó. Với nhiều quá. Giờ chỉ đợi anh đẻ anh chơi không? Nó hư. Bây giờ là mấy con này nó chạy nè đúng không anh? Ừ, đúng rồi. Em để vô là nó chạy à. Cái này chạy nè. Cửa gan. Bẻ cái này chứ không đơn giản nha. Chua lắm. Cực lắm. Kỹ là chết. Ừ, kỹ hư cây. Nó rất chết nhánh á. Ở giai đoạn này là một trong những giai đoạn mà quan trọng nhất luôn á, phải không anh? Đúng rồi, khó khăn. Nó vượt qua được cái thằng này là coi như là lúc đó là nó đã cứng cái bo rồi. Ừ. Đợi mà nó siết mấy cái kẽm này thì nó đã cứng cái bo rồi, đúng không? Nè, như này bữa em quay nè, đi trước nè, thì nay nè, em bẻ nay xì nè. Nè thấy không?
Ừ. Ừ. Này hình hình muốn hình hình rồi thấy không? Nè, này xì đó. Em chơi nè, xì ga nè. Còn Sài Gòn đó, nay đẻ quá trời đó. À. Ủa đó Bình Lợi đó, này Sài Gòn đó Bình Lợi. Bình Lợi nè, nè anh chơi nè. Đó, à, em bẻ nó tức là ra. Đẻ dữ lắm. Nè, nó xì ra nè. Mấy anh chơi xì ra. Nè xì quá trời nè, còn à. Này mới đem ra nó dài anh thầy nay mai nó tới cái đẻ hết vàng tới tới cái đó giờ á. À. Rồi. Ủa ngựa em thấy ăn này không bởi vì giống như là cái giai đoạn đầu này là định hình cái bộ xương chính giữa đó. Đúng rồi, đây giờ này mình định hình bộ xương chính giữa. Cho cây nó tròn em. À, trình hình xương chính giữa mốt mấy này nó xì 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 ra là chính hết. Đúng rồi. Y như để nói nghe, nói cái này cũng y như mình dạy con mình vậy đó. Mình mới đẻ ra nó biết đi biết nói thì mình dạy nó cái nào từ từ. Cái khôn cái khéo. Cái hay cái dở. Đó. Là cái mai cũng vậy, cái này mình làm ra nó mới ra nó còn nít vậy thì mình đó là mình cũng dạy nó. Nè, nó này xì ra nè. Cho nó tròn. Cho nó tròn y như mà dạy con mình không khác chút xíu nào. Y như mà dạy nít mà cũng mới vừa tập chuẩn rồi đó. Mình phải tạo dáng cho nó tròn. Cái này nãy nó chỉ lên anh bẻ xuống cho chỉ ngang đó. Đúng rồi cho nó qua. Cái đó không khéo là gãy luôn. Mình phải làm bởi làm để nó làm cái gì cũng vậy cho phải cho nó khéo được không khéo mà. Mình đâu xài được em. Như này là cắt bỏ đi. À. Bỏ này cái đi nữa bẻ tới cái này. Cái này sợ nhất là bẻ xong cái rồi đứng lại luôn, mấy này đứng lại luôn khỏi chạy luôn, nó me luôn. Đúng rồi, cái này nè, em bẻ nè, để anh nói sẵn cho anh em là mới vô nghề thôi nha chứ mình không dám nói cái gì hơn nha. Bẻ cái này nè, mình mới bẻ xong cái mai nè, đừng bao giờ mà tức cái thích tứ phân vô nha. À. Còn tứ với là trả giá liền á. À. Em biết sao không? Sao anh? Bẻ gì cái mai là nó không có chạy nước đâu. À. 3-4 ngày sau cái mai tỉnh vậy kìa. À. Dưới em bẻ thì ngày mai nắng là cái lá mai bị cháy. À. Nó yếu lại liền. À, nó yếu là liền. Ừ. Chứ không phải mà thấy cái mai đang tốt thì cái bẻ cái ham quá cái lấy cái thích chế vô và tứ phân tới vô chừng cắn lử á. Thấy lá chạy đọt cái chế vô liền à. Đúng rồi, cho cái chừng trả cái giá đó, không có đó mình nói bằng sự thật đó nha chứ mình không có nói tầm bậy tầm bạ đâu. Thành ra mấy cái bị bẻ vô là đừng bao giờ làm gì đó nha. Chứ đâu phải chứ em nói đi chứ đâu phải đơn giản được đâu đó, em bẻ cái mấy con à. Em y mà em nuôi đứa nhỏ mà đang tập đút cháo nó ăn phải không, đút từ từ vũ ăn xong em mới đút vô nữa cái mấy con y đó y khuôn không khác một chút khởi cái mốt em cái vợ con em lại khởi em y cái mai sao nữa con y vậy. Cái này anh không phải là nuôi một đứa con mà nuôi nguyên một cái trường này. Mốt phải đổi tên lại không trên thành vườn mai nữa cho là trường đại học mai vàng. Chứ đâu phải mà nói đâu phải mà tự nhiên mà nó thành phẩm cây mai mà nó tròn được đâu đó, đúng không? Đúng rồi, đâu phải cây mai tự nhiên mà mình kia mình làm nó tròn được đâu, do bàn tay mình, do cái đầu óc của mình nữa. Mình nói y nuôi con sao là cây mai y vậy. Chiều nào anh cũng về làm chút vậy nè, bữa nào sớm thì anh về phải làm chút. Còn bữa nào mưa lớn anh không có tứ mai trọng thì về anh bẻ nguyên ngày. Y như là nuôi con ha anh. Ừ. Đúng không? Thì nói em có vợ mới con anh biết. Môi trường trồng mai là nó tốt thì cây mai phát triển tốt, mà giống như môi trường giáo dục con nít mà không được tốt là nó sẽ xấu theo đúng không? Đúng rồi, đó là chính xác. Giờ ở nhà mà không có không gian mà làm sao mà nuôi cây đó đẹp bằng anh được? Tất nhiên rồi. Đúng rồi, đúng chưa? Đúng rồi. Giờ ở nhà không có không gian mà thoáng đãng rộng rãi mát mẻ vậy. Sáng có chiều có ông bạn vô mình nói mình chơi, nó mốt làm với ai mốt nó có mình tin không? Còn mấy ông mình sao làm cỡ đó vậy? Ừ, nói chung là mình ham làm, chứ mình làm chủ thân mình khỏe đầu óc á, không ai nói nặng nói nhẹ mình làm đã lắm. Chứ nói tại cái vườn mai nó quá tốt, anh ham làm. Thì ông nói câu đó là cũng ok chứ không phải là cái gì. Mình nói mình cũng không có điều kiện, cũng không có khó khăn gì. Thành ra mình làm nó cũng thoải mái. Chứ nay mình tôi làm có mấy trăm cây mai mà nằm dưới đất không á, mà là cây mai bằng ngón tay cây mai nhớt, gốc nhớt á. Tay cái, cẳng cái đồ mà tôi cũng không nổi mà anh về làm nổi thôi. Nói chung là ham làm gì cũng nổi, chừng ra mình không muốn ham làm thôi là nó không nổi thôi.
cái tạng dưới có bắt buộc là phải đều hết không anh? Giống như thế này là ở đang thiếu khúc này nè. Không, đây mình xuống đây, mình bẻ xuống đây, mình bẻ mình đưa xuống mà đưa ghế từ từ nó phải đều thôi. À. Chung mà là nó đi phải mấy nước rồi em. Tức là cái tạng nó phải ở dưới phải đều luôn phải không? Ừ. Nữa đều băng. Chứ mình không phải là đi gần sóng như không. Là bonsai phải không? Không không, mình giờ mình là trước mắt mình chia cho cây đều. À, mình nữa mình bẻ ở ra mình bẻ cái cây sau á là cái cây nó mới tròn được. Ở như giờ mình làm đây nè. Ừ. Thấy không? Đó, như mấy cây vậy đó. À. Mình bẻ ra hết cho nó đều á. Nó bây giờ là ở dưới đây nó bị trống nè, để coi ảnh bẻ làm sao nè. Đó. Chứ nó đều. Đây cái xương bị trống, mấy này nó mới tới đây, qua đây nó không có. Vậy phải đợi hả anh? Đợi chứ, mình phải nuôi lần lần. Giờ là đâu có đều được. Đúng rồi. Đó là chính xác. Nè, ảnh lại chọn lọc. Tỉa nữa. Bỏ nữa chứ. Nhiều lắm. À, bỏ nè. Nói chung là đặt luôn á, để coi sau khi anh tỉa ra anh bỏ những nhánh như thế nào nha. Không có dễ ăn đâu em. Dễ ăn không ăn hết mẹ rồi tao tới mình ăn. Này lúc mà tỉa là coi như là mình chọn lọc nhánh cho nó đi đâu đi đâu, bẻ đâu đâu luôn á. Đúng rồi. Mình kiếm đường mình tỉa đặng mấy cái cho mai chọn á. Cái thế của nó. Là cái thế đó mình dễ bẻ. À. Em biết không? Trời ơi, anh tỉa hết còn có như đây nè. Đó là à. Cái thế đó mình dễ bẻ. À. Chứ thật sự cái nhánh mai này á. Để em kể em nghe nó muốn nằm ở đây mà cái nhánh nó nằm bên kia. Em tỉa nhánh này rồi này bẻ đâu qua đó được. Bẻ thì nó gãy rồi. À. Là mình phải kiếm đường mình đi cho nó đều. Cái khúc này là khúc không những là bẻ mà còn phải chọn lọc đúng không? Ừ. Khúc này là khúc chọn lọc nhánh hả? Mình phải biết vậy đó. Chọn lọc nhánh để bẻ. Đúng rồi. Khúc này là mình phải chọn mình tỉa đàng hoàng. Cái khúc này là quan trọng nhất của cây mai luôn rồi gì nữa anh? Đúng rồi. Thì anh nói nãy thì nuôi này y như đuôi nước nít vậy đó. Hồi đầu nó mới biết chập chững là mình phải dạy nó cái nào trúng cái nào trật. Quan trọng mình phải chỉnh cho nó biết cái này kia cây mai nó vậy đó, mà cây mai vừa nước đầu là mình phải chỉnh cho cây mai nó cho nó tròn trịa á. Chứ em nói đâu phải mà tự nhiên mà đẻ ra cái để cho nó sống rồi nó bò lung tung sống nữa nó khôn sao nó khôn. Em phải dạy nó mới khôn. Cây mai cũng vậy, em muốn nó đẹp em phải đẻ em dạy nó mới đẹp chứ. Em uống nắng cho nó mới đẹp chứ. Chứ đâu có cây mai đẹp được. Dạ giờ anh vô kẽm tiếp nè. Rồi xong mới bẻ. Mấy nào chặt là mình phải đi. Đó, đi xuống á, cho đi xuống á. Mà mình bẻ là phải hai tay mình chịu nè. Đó, mình nắn từ từ nữa. Chứ không phải mà rút cho nó tột. Cho nó tột. Đó. Sau nữa mấy cái này nè, nó đẻ ra. Mấy cái nhánh trề, mấy cái nhánh này, mấy cái nhánh mắt lá là nó phải đẻ ra. À. Chứ cái mai này á, mới đặt kẹo nè, em phải còn người em phải ham kìa. Em mới làm nổi. Đúng rồi. Mà em không ham là em làm nổi đâu, hơn nó gối. Hồi nãy ở đây nó trống nè, bây giờ anh phải bẻ nó xuống nè. Nó ngán lắm, nó ngán đằng đẳng đi đê á. Anh bẻ xuống cầu 90 độ luôn rồi đó. Ừ. Chứ không phải mà em muốn gì được đâu. Bẻ xuống thằng bị thiếu đó. Còn một nhánh nữa đây coi anh bẻ ở đâu. Một nhánh này nó qua đây à. Thì cũng hơi 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 vậy đó. Này là bước quan trọng thứ hai ha. Bước quan trọng đầu tiên là chọn vị trí để ghép bo. Đúng không anh? Đúng rồi. Đó, chọn vị trí để đút bo vô. Còn cái bước thứ hai quan trọng là mình biết sao tại chọn em nhánh để em đóng đầu này nó đẻ con trê dữ lắm chứ em mà ghép mắt ngủ á. À. Nó ra con cái gọi đẻ là em dễ làm hơn, còn em nó đầu nó ra ghê lắm. Trong đầu nó ra ghê lắm. Trong đầu nó xỉa tùm lum hết. Đúng rồi, nó xỉa tá lả, nó xỉa cứng ngắc luôn. Nó phải chọn lọc. Ừ. Nó cái kia anh cũng bẻ xuống nữa. Rồi. Bẻ cho nó qua chứ em. Bẻ xuống nữa. Ô, thằng này có anh chơi quá trời.
thì nó lớn đẻ ghê lắm. Anh chơi quá trời vậy, thành ra được mấy cái nhánh ở trên hả? Thằng này đẻ đi, mốt này ra nó ra dài lắm. Thì mấy thằng này là vài bữa nó mới tỉnh nè. Cho cái xương chính của nó đó. Vài bữa nó mới tỉnh. Xương chính nó mình bẻ này là coi như là mình giảm tốc độ tăng trưởng của nó rồi đó. Đúng rồi, nó nhánh nó bị ngủ. Nói chung là ngủ vậy đó, ngủ 2-3 bữa rồi nó mới tỉnh được. Bởi vì mình nói chạy thoải mái, mấy này chạy đúng thoải rồi. Còn mình không biết á. Mình thấy cái tốt vậy nè, mình bẻ vậy nè, nó mất nước nè, rồi em chế phân vô rồi xong liền. Là cuộc đời em tàn liền. Vậy là xong một cái tầng thứ nhất rồi đó. Tầng thứ nhất rồi bắt đầu khỏe khỏe rồi đó. Rồi chọn tập tiếp tầng thứ hai. Này mỗi cái thì ảnh đóng chỉ có 2 đầu thôi à, nhưng mà nó ra quá trời luôn. Nó ra dữ lắm. Bởi vậy là chút mà anh đâu thấy đường đâu thì nghĩ chứ đâu mình đâu có làm được. Quấn mai già mình quấn còn được, cái giày mình không thấy mà mình ấy nó gãi. Rồi cái này chúc anh em coi ảnh bẻ cái đọt nè. Lát có bẻ cái đọt kịp không anh? Kẻ bên đó thì dễ ẹt rồi, ấy mai qua xuống uống đi quay nữa. Để đâu, vậy lát mình bẻ cái đọt trước đi cho mấy anh em coi cái đọt á. Đừng đăng lên. Đăng lên luôn chứ. Trời, cái nhánh bự gì mà anh bỏ luôn. Bỏ đi để mình lấy nhánh này, rồi để sao? Để cái nhánh này đứng lên mình xuống không được. Thường đóng đầu là nó xì 2 cái luôn. Nó xì 2 cái. Tại mình đóng tới 2 cựa gà đó. Nó xì dữ lắm. Cái đó là bữa anh đóng cựa gà đúng không? Cựa gà. Cựa gà thì mình chọn một trong 2 cái cựa gà đó. Đúng rồi. Nó gà đó. Vậy chứ có cái ở dưới làm chuẩn rồi thì mấy trên thì cũng đâu có thì cứ vậy là cứ xuống cái mốt mình đi nữa là cái nào dài là mình canh tàn. Mình canh nghe cái lấy cái nào làm chuẩn á. Cái theo cái hay là nó lại trâu quá. Bắt quá 80 thôi, cái từ cái máy tròn gạch ta là vậy. Mình lấy cái nào mà làm chuẩn cái là bắt cái dạng bắt cầu đi á. Cây này cái khúc này còn trống nè, anh chị em thấy không, khúc này còn trống nè, để xem anh xem nó làm như thế nào. Khúc này sẽ bị trống nè. Còn trống nguyên một khúc ha. Bên này thấy thoáng rồi đó. Thấy cái số anh cực không? Làm từ 6 sáng 6 tối không? Nhiều khi người này thấy người ta anh cực nhưng mà người khác anh lại thấy anh sướng. Mà anh sướng là sướng gì không? Đúng vậy. Cũng như mà làm cực nè, tối mà 7-8 giờ mới tắm rửa xong, khách ăn gì thì ăn nấy, có tiền ăn. Khách ăn bất cứ ăn món gì là có tiền ăn món nấy. Đó là anh sướng rồi sướng rồi có phản đó, chứ không phải mà khèm khác. Khúc này là đẹp rồi đó. Là vậy đó. Nó sướng là sướng vậy. Món này đẻ ra, nghèo đẻ ra đi dài ra. Coi khúc bên này nè, khúc này là anh bẻ sao nè. Đâu có cái này đâu có gì đâu có vậy. Trời không để cái đó nha, bẻ qua chỗ kia anh. Cái này nè, cái này mới đưa qua nè. Thấy không? Vậy ba bộ lá gì ba 400 ngàn, mười mấy 20 ngàn. Ở siêu ông mình lợi không á? Lợi không á, phải không? Mà trước ở Bến Tre là cái này là đúng vô ghép luôn á. Cho 10 ngàn lá đi. Nói gì cắt dục gì nè, phải không? Đó là cái này là
Còn non vậy là ghép luôn á. Nè, thấy không? Ừ. Đó, siêu bông bình lợi nè anh em. Bây giờ anh sẽ để trong cái trong nước. Nè. Thích là siêu bông bình lợi lên lấy luôn cho luôn. Cho chứ bán cái gì? Cho không luôn chứ bán cái gì, nhiều khi còn cảm ơn nữa đó. Cái này để trong nước cả tháng không không hư nữa anh. Trời ơi, để 2 tháng có nước không vừa hư. Chỉ nó mất nước nó hư rồi. Quá trời đất ớn không. Nhưng mà cái này ghép cũng chưa ngon lắm đúng không? Ghép được mà chưa, chưa ngon lắm, nó non quá. Non quá. Này chút rồi này phải để 2 tầng nữa kìa, 2 tầng nữa kìa. Nó gám nó. Không biết đổ nước 2 tầng nó có giá đâu, mũ ra hết. Khi nó sống mũ nó ra. Nó sống nhưng mà không ngon. Ừ, cái nhựa của nó ra. Cái nhựa của nó ra hết. Nhánh bà này hơi khó nha. Này nó dài quá. Nó chống nguyên một khúc này nè. Khó mà cũng phải ráng nó mới vượt qua được em. Cái này chắc giờ nó chưa kín nở quá, phải đợi cho nó ra nữa. Cơn cơ nữa kìa. Mà ba cái bè bẻ kín thì bẻ nó đều đều nè. Thì sao nó ra nữa nó mới kín. Chứ đâu có nước đầu mà em mướn dạy cho nó khô sao khô được em. Y dương nít vậy mà, nó y dương nít vậy mà. Cái nhánh đó ngạnh chơi đẻ hơi dài á. Ừ. Ngạnh chơi đẻ 20 luôn. À, anh muốn nguyên cái nhánh bự luôn. Đã đưa nguyên nhánh bự qua luôn. Chứ sao? Là cái nhánh này nè, là nữa nó chậu đây này nè, cái nhánh con rồi nè. Để vậy hết chưa? Là cái nhánh này nó phải chết thôi. Anh chừa nhánh ác này nè, phải cắt cái mỏ mà phải chừa. Nhánh nào chết anh? Anh phải cắt cái nhánh này nè, anh là anh phải chừa hai nhánh này để là cái nhánh này nè. Nhánh trong cắt hả? Không có cắt, nhánh bự nè, nhánh cái này nó phải chết. Nó không có đi. Để cho hang này nó chạy á. Đúng rồi. Nó là hang này nó chạy đây. Cái này nó dễ dữ lắm, tôi nay biết rồi, nó dễ ghê lắm. Anh nói thiệt mà. Chỉ hang này nó chạy là lắp được khúc này á. Đúng rồi, lạ lắm. Chỉ mình không biết thôi, chứ mình biết nó dễ ghê lắm. Bởi từ từ, đừng gấp. Mà mình cái nào cũng được, mình phải tìm cách. Chứ mình đừng nóng. Nóng cái hai cái nó gối rồi, cái mình không biết làm gì hết trơn á. Cái bỏ ngang xuồng. Là mình không thành công nha. Bởi khúc này trước ảnh biết thiếu nên ảnh ghép vô ba cái nè. Không đó. Đó vậy. Cái trên cái ngang, hai cái ngang qua nè. Phút này trống mà vẫn phải đợi, nhưng mà thằng này ra cũng dài rồi nè. Hai cái ra là chín luôn. Nãy mới đầu em tưởng anh lấy cái nhánh này anh bẻ xuống chứ. Bài coi em mà bẻ nhánh này xuống đây, cái nhánh này qua đây á là biết sao không? mà nửa cây mai coi không được à. Coi nó giãn cách xa lắm, tự nhiên nó tụt xuống đây à. Như là cái đổ là không được, nó phải ngang nó mới đẹp. Bẻ mai phải bẻ ngang chứ đừng có bẻ đi, giá là phải giá ngang chứ không phải giá mà không giá trên xuống. Đúng rồi, còn ở dưới kéo lên đừng nên giá, chỉ có dưới cùng thì mình bẻ hơi xuống là được. Đúng rồi, mốt em ấy nó cũng ngóc lên à. Còn trên mà bẻ xuống nữa thì nó bị đụng mấy nhánh dưới. Đúng rồi. Còn cái vụ mà bẻ dấu kẽm là sao? Dấu kẽm là sao? Bẻ dấu kẽm là mai tết á. À. Để tới tháng kia em vô em bẻ cho em coi. Kẽm đẹp lắm, kẽm nó sạch sẽ đẹp lắm, giờ mới gọn băng cái mai à. Em giờ tết mà cái người mà
mà khách chơi cây mà để mà tết mà cây mai mà để quán kiểm là người ta không chịu. Chứ bẻ cây mai nó giấu kẽm nó đẹp, nó thấy chỉ thấy kẽm thôi. Với mấy cái mối này là mấy cái mối quấn này là nó có đâu hết, chứ nó không có nhiều, nó không có tùm lum. Bốn nhánh ha. À. Chị này ta bốn nhánh. Rồi cái tăng cái đợt sau là mình sẽ tăng đưa. Tăng đưa cây anh. Như khúc này nó cũng mặt cắt cũng bự mà anh để ba thôi nè, tại khúc này nhiều, nó phải, xung mình quanh phải, nó nhiều mình, quá. Mình phải tăng đưa. Mình phải tăng đưa. Như thì anh tăng đưa mà ba cái mai anh trong ở trong đất trọng đó là giờ này đó là mình phải bẻ tăng đưa cho cái mai đều là cái nút một, còn chỉ nút một em không tăng đưa nữa cái mai không đẹp đâu. Mai là em phải tăng đưa nó mới khéo được. Bữa làm cái ngày này là cái tánh em phải cho đầm với cho bình tĩnh em mới quấn được, còn em nóng nóng cũng nó đầy nhóc vậy không biết cắt cái gì bỏ gì cắn lưỡi gì dục hét là bỏ ngay thôi, bởi vì cái mai bự chà bá anh ôm nguyên buổi sáng trong cây trẫm cũng vậy. À. Nóng tánh là mình không đâu làm được, ngồi đau lúc đau lưng lụn lúc nhiều quá không biết giá chỗ nào cái người hơi gối băng cái dẹp là vậy. Mày giờ mình đưa thôi, mình đừng để cơ. Nó quay phim cũng vậy mà. Nóng nóng là thấy anh Út mà làm lâu lâu nãy giờ thấy là muốn mệt rồi đó. Chung là anh quen á nha, chứ mà anh mới biết bẻ là em quay là anh bẻ được đâu, chắc gãy hết á, anh nói thiệt á. Nó gung á. Nhưng mà mình biết là quay về là giống như là đi học lắm rồi nốt nè. Anh quen rồi đó, hình như anh được biết được cái chứ. Chứ không phải đâu. Còn không quen ngủ ngựa em quay anh mắc cỡ nó khó làm á, làm không được á. Quay mấy trăm clip là quen. Thành ra quen rồi đó, anh bẻ được chứ không có không dễ gì mà quấn được đâu. Nó lụp chụp nó khó lắm, sợ nó gãy nữa. Tao nói thiệt á, chứ quay tao nói chơi đâu. Với mình sợ khán giả mình bậy bạ gãi khán giả cừ nữa mà chê nữa, bởi vì khi cộng đồng nó bình luận nó không biết thì vừa cột nghe đi chứ cái gì không chưa hết, cứ nói không tài khôn nói mà có làm được đâu á. Nó nói mình bởi cái gì cũng vậy, không quấn mai hay ghép mai cũng không biết việc này nãy kia nó cũng nói tùm lum, thấy không có ai mà suôn sẻ đâu. À, mấy cái mối này là anh em nhớ nè, anh ép cái mối giữ bò lại trước, đúng rồi, quấn mình chịu lại để cho nó không bao giờ bị bung ra. Phải không, kẻ nó chắc nè, nó không cục kìa nha, không cục kìa nha, nè em thấy không, nè thấy không, nó không giờ nó cứng ngắc nè, thấy không. Chứ để em không biết á, cái cầm kẻ em làm vậy nè, em biết em móc vô vậy nè, móc vô cái em quấn là cái này nó dính lên liền, cái móc nó gót ra là cầm kẻ là nó không bay về đâu, nó yếu xìu rồi, mưa gió nó gãi. Dưới nó sẽ bị chết. Đó. Bỏ làm gì phải cho kiểu cho chắc cú. Thường anh Út cũng có muốn người vô quấn kẽm nữa, nhưng mà đã kể cái cây già gần Tết là nó không bị gì mới quấn. Đúng rồi, đúng rồi, mình mướn người vô làm mây già cho mình thôi. Chứ mai non mà không. Mướn vô. Để lỡ có gì không sao mà khó ăn khó nói lắm, lỡ có gì kỳ lắm. Chứ không phải là gì, lỡ có gì phiền lắm. Tuy là nó không có cái gì, khi em Út mà mình nó nhận, mình nó nặng nó buồn. Rồi mình không nói thì mình ấm ức trong lòng. Tôi nhờ anh làm trăm cái mai, bây giờ anh làm gãy tôi, anh giờ tính sao? Đúng rồi. Bởi vì khó lắm. Nặng kiểu vậy á. Khi họ nói nặng nó nhẹ, hoặc nói lớn tiếng, khi còn chữ thề chữ tục nó phiền lắm. Cái không biết sao cái mình im luôn. Rồi anh em phải dặn qua dặn lại không, đúng không? Đúng rồi. Được. Coi của mình để mình làm cho nó chắc ăn thôi chứ. À, cái nhánh này thấy ok rồi đó. Đó, khoáng không khoáng rồi đó. Bây giờ tới cái rối nùi ở trên nè. Trên này chỉ có hai cái thôi à. À. Ba cái chứ. Ba cái. Cắt cái nhánh này.
hai cái chọn một. Đây cự gà nè anh chị em, đây cự gà hai cái anh chọn một. Đúng rồi, hai cái anh chọn một, bên kia cũng vậy, hai cái chọn một. Cây này mà phải mà vô sớm sớm anh vấn tiếng xong. Bây giờ cũng sắp xong rồi gì nữa. Không sợ là không xong đó, chứ không sợ thôi. Dữ. Sợ không có đường, anh chút xíu không có đường. Lấy đèn gọi cho. Sợ nó. Dữ, cái này gần xong rồi. Đấy, cái nhánh mình không thấy đường. Có nhánh đó là nó nhiều thôi. Để là để mình tỉa hết đi, có gì mình thấy đường quấn nha. Để đúng không rồi. Tỉa thôi, mình không thấy đường tỉa. Quan trọng nhất là khúc tỉa đúng không? À. Bây giờ anh tỉa hết tất cả luôn đi. Thì bởi vậy cái lúc tỉa anh mới thấy đường. Ừ. Tỉa hết luôn đi. Chứ không tỉa là anh không đâu thấy đường. Nó như mai đóng đầu luôn á, như mai xuân đem giống đóng luôn á, đóng bữa cho gầu luôn á, không biết có đem không biết sao chưa nghe gọi nữa. Sao em phải đi ở dưới lên trước á là lấy cái tàn không anh? Có đèn luôn. Anh tỉa xong hết rồi luôn nè. Ghế tặng đưa của ảnh nè. Khúc nãy giờ bị chóc lắm rồi.
nó ảnh cũng có bẻ xuống á, nhưng bẻ chỉ một nhẹ nhàng thôi, một cây xuống đây thôi đó, một cái khoảng này thôi để che khúc này luôn nè ha anh. Đúng rồi. Bẻ xuống đây anh đi ngang qua ha. Đây mấy cây này thì cây nào em thấy ảnh bẻ cũng là một co thôi. Chứ không bẻ, chưa bẻ hai co gắt quá ha. Có cần thiết bẻ hai co không anh? Bẻ cũng được, mà để bút đi liên cơ từ từ để cây nó khỏe em. À. Để cho cây nó đều đặn. Nó đều đặn cái chừng 15 bữa là bẻ nữa. Cái mình lắc qua. Vậy đó. Nó dễ lắm, mình đi coi coi đầu coi sau mình làm cái gì cũng dễ đấy á. Cho nó vô cái xương trước đây ha. Đúng rồi, cho nó cái tàn nó, cho nó mình hiểu là mình làm cho nó đều trước hả. Cho nó đều. Cũng như vậy nè, vậy em muốn lắc qua lắc, đó, thấy không? À. Cũng được, có đâu có khó đâu. Cái này dài quá thì mình lắc qua, còn nó ngắn quá thôi mình chừa. Là vậy. Nó dài thì mình lấy thôi, còn ngắn mình chừa. Ồ, để chung sao cũng được. Sao cũng đẹp, biến em đưa cây nó tròn trịa rồi tăng sao em muốn chỉnh gì em chỉnh. Sướng lắm. Phải tự mình bẻ một cái cây vậy nè. Thì anh em mới mới khoái đúng không? Đúng, mới khoái mới ham làm. Nó mới xung độ lên. Thì nó mới con người nó đâm ra cái lý thú với cái xiên, bẻ được cũng như cây mai bự em bẻ được cây mai mà tết á. À. Em bẻ từng cây mai đẹp ra đó, em biết bẻ được á. Trời ơi, sáng mai em dòm đã lắm. Sướng à. Ừ, sướng. Nó thằng bỏ của mình mà. Đúng rồi, sướng ghê lắm. À vậy đó. Sướng. Hình như là mấy còn mấy nhánh ở trên này có vẻ là anh bẻ rất là lẹ ha. Giống như có form ở dưới sẵn à. Mình chia thôi. Nếu mà để thẳng thì nó form nó dài, nó co một cái là coi như đều luôn. Giờ mình bẻ là mình bẻ từng nắp. Chứ mình không có đi hết được. Giờ mình qua tới hai nhánh này. Mình qua mặt ghế đi thay cái hai nhánh này. Muốn bẻ phụ anh Út mà không dám. Cũng như anh nó học em á. Cái mai già mới dám. Thì muốn bẻ vô vườn mai anh kìa, anh tưởng là mai già kìa. Cái mai già mới được. Tập cho biết. Anh nói thiệt em, nói cái mai bẻ này, cái mai hoành tráng nè. Anh em nói ngay chơi, mướn anh 200 ngàn anh bẻ, không bao giờ anh bẻ. Thiệt. Đúng rồi. Không bao giờ mà lỡ nó có trục trặc gì bị gầy bị la sao, đúng không? Đúng rồi. Chứ em nói đâu phải là đơn giản gãy nhánh gãy đồ nó. Em nghĩ cái mai này trị giá bao nhiêu tiền? Phải hàng trăm triệu đô la không? Ừ. Lỡ nhánh mai một nhánh mai bao nhiêu tiền, em thấy không? Đúng rồi. Cũng bị vài ba triệu bạc á, anh nói thật á, như nhánh mai thì vài ba triệu á. Ừ. Đỡ, bởi nó không phải là đơn giản đâu. Phải nhiều anh em cũng có alo em hỏi cho anh Út gửi mai, em nói cái gì qua chỗ 79 Tam Bình ở Thủ Đức qua đó gặp ảnh. Anh ngày giờ nào không khách khứa có đóng trọng. Bởi tối ngày không phải nói là đừng cười chứ uống bởi mà anh không có mang bệnh tiểu đường, cái bệnh cũng chết mẹ luôn. Tối ngày uống nước mía. Với cam. Làm ghét luôn á. Ngày nào cũng mấy ly á. Thấy không? Rồi đi ăn sáng với mấy ổng khi mà ổng vô sớm, nhưng sáng này ông bạn vô sớm. Qua có anh ở Biên Hòa, anh hỏi gửi mai anh á. Biết rồi.
nhiều lắm, mà mình cũng nói thật gần thật, nói giờ gỡ mai á, một là cây mai cho khỏe, hai là cây phôi, mà phôi á là phải một là nằm trong chậu rồi, hai nữa là mới bứng, chứ mà còn mà cây phôi mà nó không lên mới si gỡ mình cũng không nhận đâu, để lỡ nó hư người ta đâu thừa. Đúng rồi, mà thường mà cây mai si mới bắt đầu có tâm lý gỡ đi. Ừ, đúng rồi, sáng nay chưa mới bắt đầu gỡ đi, trưa này cũng có người với Bến Tre lên như 7-8 cây rồi đó. Mai si bắt đầu nóng đúng trong lòng rồi. Mai vàng 70-80 không nha, chứ không phải mai mai thường nha. Nó bị hư. Thành ra mình nói kiếm nào khỏe mày đưa mình mà ấy cho, còn mấy thôi chứ. Như mấy cái lá người ta đâu có sợ, khỏe người ta nói để tôi chầm, khi nào hư tôi cho anh chầm. Đúng rồi, mấy lá này bẻ bỏ đi, không có xài nữa. Lá bự á, bẻ bỏ luôn. Bẻ bỏ thì lá kêu lá nách. À. Lá nách của nó, bẻ bỏ đi, không mình không có xài. Nè như lá nè, bẻ bỏ đi. Bự gì cũng bẻ luôn. Bẻ bỏ cho cây nhẹ. Nó nách của cái nhánh này đúng không? Đúng rồi, bẻ bỏ đi. Ra, đúng rồi, bóng ra đúng rồi. Bẻ bỏ, mình đâu có xài cho nó làm gì. Bẻ bỏ đi. Bây giờ em phải bẻ bỏ bớt. Bẻ bỏ bớt đi. Giờ bữa nó đặt kẹo là mà dưới cây nó khỏe lắm, cây mưa gió mình cũng không có sợ. Có em mà không bẻ nó mưa gió ghê lắm nha. Mình nói thật mà. Cây mới tháng rưỡi mà bắt đầu có hình cây rồi đó, anh chị em. Có dáng hết trơn phải không? Còn nhiều khi có những cây 2-3 năm luôn, giờ này cũng chưa được cái tàn dày nữa. Nó mấy cái mà yếu á. Không có lên đâu, bởi cây nói em làm gì cũng bình tĩnh. Để nó hư cây uổng lắm, cực lắm. Nóng chút là hư bọt luôn rồi. Có ai chăm cây trong mát mà nó mạnh chưa anh? Thông mát vậy nè, để em nói nghe, hôm mai là phải nó ít nắng nhiều. À. Chứ không phải là ở mát không, tại vì cái mai mà nằm mát không nó ra nó không có đèn anh chơi. À. Nó chạy dưới nè. À. À, mà còn mà trong mát là phải có nắng được nắng ra kỹ 90 giờ nắng tới 45 giờ chiều cũng được. À. Thì mấy cái đó là theo dự của anh á là anh hạn chế tưới nước. À. Chứ tưới nước chết mẹ. À. Ờ, dưới lâu mình sửa cây là mình phải chịu khó xây đó. À, cây nhẹ quá nắng chiều quá. À, xây đó, xây cho có nắng cho nó điều cây. Chứ để em nữa cái nắng nó ra, cái trong mát đâu ra. Nó trong lỏng mà, nó không để ngành chơi, nó chạy không à. Ở trong nắng nó mới ngành chơi nó mới khỏe, nó mới xì ra. Ừ, đúng rồi, ngoài nắng này nó thoáng á, nó đẻ ghê lắm. Với cây mai nó anh nói để vườn của anh thôi, nó nắng này nó cây mai nó chạy nước. Ừ. Nó chạy nước thì nó ra đẹp lắm. Còn mà em mà không mà còn ở trong mát á, em mà để mình không biết cách á, mình lấy là cái máy nó yếu xịu à. Cây là phải có nắng. Chứ cái máy mà em không bỏ gì là nó đâu có đẹp. Cây quá vip. Cây này mà cỡ chừng 2 năm nữa. Cây này nó có năm ra... năm nay bỏ đi, năm tới là ok rồi. Cây này 2 năm nữa đem ra công viên. Ừ. Năm sĩ. Cái này năm năm sĩ. Năm cho tới Tết. Đúng rồi, năm nay mình bỏ đi, năm tới là đẹp rồi. Cái giống cũng khoảng rồi. Cái giống này nó mau lớn lắm. Rồi đấy này, rồi đấy y cho bành á. Đấy ta nói cây mai vàng có hai nghĩa, cây mai nó bông nó màu vàng. Nó cũng sẽ đắt như vàng luôn. Nó lên giá còn hơn vàng nữa. Nếu mà cây mai đẹp. Đúng rồi. Còn cây mai xấu rồi nó tụt thê thảm. Thì cũng như giờ là về chai vậy đó. Nếu khi cây mai mấy trăm triệu khi mà đã xuống rồi còn có vài triệu rồi. Đúng rồi, chính xác. Chưa chắc người ta lấy. Quay cho anh em xem tổng thể bẻ nhánh rồi. Chỉ còn có 3 nhánh nữa thôi, hết rồi. Và tổng thể cây này thì chỉ có cái khúc này là nó bị trống thôi. À, khúc này là nó bị trống nhưng mà nó sẽ đợi hàng này ra.
Nếu mà cây yếu là hai này đứng luôn là nó chống hoài luôn. Yếu là nó hư luôn. Nói chung là yếu là không là muôn đời không không vừa đủ tàn. Còn cây đẹp là tích tắc. Ở trên thì em thấy là nó lùm xùm đủ rồi đó. Ở trên nó giống như chi cành của nó đều quá. Chi cành nó dữ quá cây này. Mà cây mai này nó nghe để nói nghe cây mai này là đạt 90% rồi. Ít có cái mai nào mà nhánh đều vậy đó. Nó cũng là nó lội đây nó cũng lõm kia. À, giờ hết vòng có phải không? Ừ. À, giờ mới giờ đẹp cái nào đẹp. Nè, quan trọng coi cái đỉnh chút ảnh bẻ hay sao nè anh chị. Em. Đỉnh đó bẻ mới xuống á. À, đó. Đỉnh đẻ. Sao đỉnh nó bẻ đã lắm. Cái đỉnh đó miếng lần nó cao á. Cái này chắc anh chọn mặt tiền đây luôn rồi nè. Đây nè em. Mặt tiền bên này chứ. Không có nó phải đi ngay cho ngay giữa hai bánh này là hai nhánh là hai cánh. Còn em phải, anh phải đi bên này chứ hay đi bên kia. Không mình đi cái cơ mà em. Không có ý là nhìn mặt tiền phải bên này chứ. Không bên này đi không được đâu, bên này đi không đẹp. Nó phải hai này là nó. Không có ý là mình ta nhìn mặt tiền à, cái đó. À thì lúc anh bẻ sao biển thẳng bằng anh coi nè. Đây mặt tiền là giống cái ở phía sau nó vừa là vậy đó. Còn cái nhánh này nè, nhánh này là hai à. Cánh. Hai cánh của nó. Đây, coi cái đỉnh nè anh chị em đó. Anh tỉa cái đỉnh nè. Đỉnh có cần tỉa không? Anh vẫn tỉa nha. Ồ, tỉa luôn cái nhánh đó luôn. Dư sức, nó nhiều lắm. Tỉa luôn. Nó ra ghê lắm em ơi. Nó ra lộng lẫy luôn á. Giờ còn cái nhánh bên này là cũng muốn gần xong rồi đó. Ở ba tay nó trùng em thấy không? Hỏi như giờ này không có đèn em mà cắn lử. Đâu thấy đường. Nhờ tỉa hết thì cũng nó cũng dễ nè, chứ không có cũng không lâu làm được. Chứ để nó làm mai tết lấy tiền tỷ sướng lắm, mà cực như con chó dồi luôn, không xong bị chữ nữa chứ. Gì phải có giá của nó chứ. À, mấy ông đó phải đơn giản rồi đâu. Không phải dễ mấy dễ ăn đâu. Cây mai là lá non ra vậy nè, đó. Chuẩn bị xì đợt 3 cây 3 nè. Nó ra hoài em ơi, cái thứ này cái dòng này nó ra ghê lắm. Cây 2 chứ. Mới ra cây 2 thôi. Mình quýnh phân sợ trục trặc nó tột thôi chứ mà còn mà để đừng ăn phân mẹ cái nó ra hoài vậy đó. Nói cây 1 cái lá trong cũng nọng bự. Ừ, đúng rồi. Mình phải gán giữ nè, để cho cây nó cứng xong rồi nó độ nó dày nó xanh lá đó. Yeah. Là cái gọi mới gọi là cái cây khỏe nha. Yeah. Còn nói vàng hoài là cây không khỏe nha. Chứ không phải cây này kia đâu. Vậy cây này là cỡ 4 ngày hay 1 tuần nữa anh quýnh phân vô hả? Chưa đâu em, nó đợi nó chạy đọt. Thì cỡ 1 tuần nữa chạy gì liền gì? Thì nó ra hoài mà để nó ra nó khỏe hay không? Chứ không phải mà cây mai mà phát đọt mà khỏe đâu. À. Ừ. Không phải mấy cây mai phát đọt mà cây mai khỏe đâu, không phải đâu. Tại vì phát đọt nó tới nhiều nhiều thứ lắm. Lá bầm, lá bóng. À. Chứ đâu phải mà nó phát đọt mà khỏe đâu. Còn cái nhánh đó là bắt đầu là tới cái đọt đó anh chị em. Học quán được nhánh mai mấy phải đơn giản đâu. Alo alo. Alo. Alo alo.
Alo, alo. Rồi từ bữa trước tới giờ là chưa có cái clip nào là em quay trọn vẹn một cái cây bẻ hết à, anh chị em à, nhưng mà hôm nay cái cây này đẹp quá à, quay trọn vẹn luôn để cho bản thân mình được học hỏi ha. Rồi mấy anh em cũng được tham khảo luôn. Để xét lại cho anh thấy đường nè. Chút xíu thôi, mấy ba đèn này trái nó cũng sáng, anh mở thêm đèn nhà, hai đèn nhà nữa là sáng trưng. Alo, alo. Rồi anh bấm nha. Rồi, xong 85% rồi. 85% rồi. Giờ quan trọng với cái ngọn nè, còn anh bẻ hay sao nè anh chị em. Siêu bông mình lại nguyên cả năm nay, chưa có 2 năm nay chứ. Chuẩn bị qua năm thứ ba rồi, chưa có cây nào mà đặt kẹo hết anh Út. Đúng rồi. Năm nay anh Út có cây nào làm cho nó đặt kẹo không? Có chứ. Cứng khừ luôn. Trong đất trong ít bữa anh bẻ giờ đó. Cây thì cái cây tứ quý đó. Cái đầu tiên á. Ừ. Nay dữ lắm. Nay bự chưa? Nay bự lắm. Do bữa anh cắt miết mà. Ừ, nay ra bẻ ra cũng biết nó phủ chậu, anh thay qua cẩn rồi. Tại vì nhiều người là cứ sợ là siêu bông bình lại nó bị rụng nụ à. Thì để anh ta thử coi sao. Thử ra nốt như thế nào. Đúng rồi, để anh coi như thế nào. Nhưng mà bữa trước anh làm cây nhỏ thì thấy không bị gì. Chung là sợ thời tiết nó nhiều thôi. Thời tiết nó quan trọng rồi, con cò nó bị rụng nụ rồi. Có phần của mình bị thêm cái nữa. Nhớ bữa cây nhỏ của anh là cái tàn nó đang còn ngắn quá à, ta sợ là sợ cái tàn nó bự á. Thời tiết á bự thì rễ nó nhiều có tốt có gì đâu, anh thấy nó càng già là nó càng ít rụng, mà rụng là lo cái thời tiết một phần nữa. Chứ không phải nó rụng thì để tết này mình biết là bây giờ mình cũng nói đi nói lại rồi bà con người ta phiền đúng không? Đúng rồi, vẫn còn đang trong giai đoạn thử nghiệm. Tại vì cái năm vừa rồi mai nào cũng rụng trơn đó. Chứ không phải là riêng thằng Bình Lợi rụng ít rụng nhiều, rụng ít rụng nhiều thôi. Đúng rồi, cái năm vừa rồi là thời tiết quá xấu nó phải rụng. À, để thủ đất cũng rụng luôn à? Rụng chứ. Rụng luôn. Rụng hết. Ít nhiều cũng phải rụng. Là vậy. Để là nói nghe, sẵn đây nói luôn. Tại sao anh đố em tại sao bây giờ vườn xịt thuốc dữ không? Khi nào anh? Tết á. À Tết hả? Xịt thuốc dữ bông. Để cho chơi lâu á, để em tại sao? Để cho chơi lâu. Lâu gì không giá đâu. Chứ sao? Trừ đó là ngừa rụng bông. À rồi giữ cái nút luôn phải không? Đúng giữ rồi. Nút cho nó khỏi đúng rụng không? Phải không? Tại sao nó không có cánh? À. Để giữ cái nút cho nó không rụng luôn. Đúng rồi. Nhưng mà làm vậy thì cái nút nó sẽ bị teo, nó không phát triển được. Nói chung là rụng bông á, để em nói em nghe. À, mình xịt thuốc giữ bông cái bông cái cánh không có rớt á. Ừ. Thành ra cây mai nó không có, nó khó rụng. Đó. À. Là cái thứ nhất mà nói chung là cái gì cũng có cái thiệt hại. Thì cái đó là cái cây nào mà chơi mà ít á thì cái cây nó ít bị ảnh hưởng, còn cái cây nào mà để cả tháng trời chơi nhà đó
À, thì cây nó sẽ ảnh hưởng. Thật sự ra vậy. Thôi ơi, anh nói thiệt. Cây nó sẽ bị lá mè luôn á, phải không anh? Đúng rồi, đúng rồi. Trừ khi chết cây nữa. Không, anh nói thiệt á. Mà phải bắt buộc phải nhà vườn phải làm vậy. Anh nói thật, phải bắt buộc nhà vườn phải làm vậy. Khi mà xịt thuốc giữ bông vậy xong rồi qua Tết cái mình xả tàn nó ra. Tại em biết sao? Nó mất cái giữ bông đó rồi. Tại em biết sao giao cây á, giao cây là họ xịt cái. Thành nó bây giờ á, để anh nói em nghe. Là cái nhất. Còn cái thứ hai tại sao năm từ hồi mà xịt keo giữ bông á. Tại sao người ta lãi sớm? Đâu phải canh như ngày xưa nữa. Tại giờ mai giờ xịt keo lại chờ được 1 tháng. Anh nói thật. Mấy bây giờ lãi 14, 15 là bình thường, 13, 14 bình thường là nó mà lên là búp là mình xịt liền. Là tới tới chừng mà cái ngày nào mình giao á là mình giao cây á. Là mình phun nó trước con cái. Là mình giao là cái phế gu. Bông nằm hoài vậy nó tư hoài mà. Chứ không phải theo là nhưng mà cái đó nó phải nở đồng loạt chứ thôi nó chưa nở rồi mấy cái đốt màu nó nở luôn em. Nở luôn. Nở luôn. Cái đó là xịt ta xịt da xịt giữ cánh lợn. Mốt nó khô á, nó khô là cũng như là cái cây cúc vậy đó. Nó nằm nó nằm cây luôn là vậy đó. Nhưng mà mấy nào nó nở sau ra em nghi nó sẽ bị nhỏ hơn. Đúng rồi. Rõ ràng đó là tất nhiên. Nào nở trước thì nó bự, nào nở sau thì nó nhỏ. Đúng rồi. Tại vì nó bị dính thuốc chữa bông. Đúng rồi. Nên nó nhỏ. Đúng rồi. Thì đó anh không cãi. Thành ra cái gì cũng vậy. Nhà vườn giờ bởi cũng anh nói thật là nhà vườn cũng đau khổ lắm. Cũng chẳng muốn xịt bông đâu. Để sợ em biết sao không? Sợ bị trục trặc này trục trặc kia rồi chủ nó phàn nàn rồi nó la. Là nhà vườn thì người ta mới xịt giữ bông. Nó nhiều khi cây mai mới về ngày 28 đêm về 29 nó gớt nụ. Nhiều khi cây mai nó bệnh đó. Mà sợ nhất là cây ra miền Bắc. Mình nói gì miền Nam mà thôi đừng nói miền Bắc mất công. Sợ em miền Bắc tại nó có khí hậu nó đập vô cái nữa là cây nó yếu nữa. Đúng rồi, nó bị gớt nụ. Rồi khách hàng người ta buồn phiền người ta la. Là mình bắt buộc xịt thuốc xịt là nó không giờ ổn. Là vậy mà thấy cái thiệt hại là cái nhà vườn chịu chứ cái khách hàng người ta đâu chịu đâu. Mà hư mình chịu mà mình làm vậy thì mình dạy được cái đầu thì khi khách vậy đâu sao cái mai chơi hoài nó không rụng đẹp đúng không? Là vậy nó cũng nở mà nó không có rụng. Anh tăng đưa bên này nè là vậy. Cái gì cũng có cái bí quyết. Không, anh nói một sự thật á, không biết anh nói gì ra không biết có xúc phạm không tới ai không, anh thật sự tại chính anh là chính mình cũng phải làm vậy mà. Anh nói thiệt. Để cho an toàn á chứ không phải là gì trơn á. Nó chứ cây mai mà ta tới rụng bông nó nhức đầu lắm Hồng ơi. Không phải đơn giản như em nghĩ đâu. Khách hàng họ biền, họ buồn phiền, họ nói tới, nó nặng, nó nhẹ, nhức đầu lắm. Nó không hên gì tùm lum, nó thành ra bắt buộc. Kêu tôi đưa tiền cho anh rồi. Sao mà, anh làm vậy? Lúc đầu anh nói mai anh dày đúng không? Nó ngon, nó ngọt, để lấy tiền. Chứ bộ anh nói, bộ em nói bộ sướng đâu. Tiền vô túi anh là anh im luôn. Đúng rồi, anh muốn làm gì anh làm, rồi anh giao mai tôi cái mai tôi rụng dày. Thấy không? Đúng không? Trời ơi, không phải đơn giản đâu. Bởi ngừa trước cái gì cho chắc ăn. Có gì chết mình chịu. Đúng rồi, chết mình chịu. Mình được tiếng thơm. Là vậy đó. Không, anh nói đúng là anh không giờ mà anh nói chặt đâu. Tại vì mình biết, mình hiểu biết được cái nào là mình nói là ngay chốc, chứ không phải là mình nói tầm bậy tầm bạ đâu. Nhưng mà mình phải lấy cây về sớm hay là nó tiêu luôn. Cây gì mình cũng cho cây cho ta lấy chơi luôn chứ mình chấp nhận mình chịu luôn mà. Thì chừng nào họ kêu mình lấy mình mới lấy về thôi chứ mình đâu có đòi đến sớm đâu. Tại mình thấy quá giờ thì mình lấy về thôi chứ cho về mình tu bổ sắp cho lẹ thôi chứ mình phải chấp nhận chịu thôi chứ giờ nói sao giờ. Đó, anh em nhìn cái ngón tay của ảnh nha. Hai cái dòng đầu là quan trọng.
Nhiều khi nói em nghe tối, nhiều khi mai mà nó hư, chủ nó vừa nó báo mình thật mình rớt mắt. Đã thuê cái mai mà mẹ ta sáng 30 mà báo mình mai hư, mai rụng, tùm lum. Mà làm cái đầu mình nó nhức ốc. Vậy là nó bị rồi đó. Mình bị, trời ơi, mình cái gì không trải qua. Bởi mình xịt mũi thuốc thì an toàn nhất. Cứ cây đẹp là không nói năng được gì á. bởi vì mình nói làm á, mình giấy cho cái thời tiết nó tốt là bỏ gạo làm cây nó khỏe, thời tiết tốt là tết là lộng tiền. Còn cây mai mình đã nó bị trục trặc rồi mà thời tiết tới xấu nó thôi buông gom em ơi. Thường cái nhánh ở trên nó sẽ bự hơn những nhánh ở dưới theo. Đúng rồi. Nhánh ở trên lúc nào cũng gai dài hơn trên á. Mình cơ này là mình bẻ thôi, chứ cơ sau là mình cắt á. Chứ bộ. Cắt bớt cho nó này nó dài quá đúng không? Đúng rồi, cắt cho nó đều bớt. Chứ mình đâu có để gì được đâu. Anh cũng ngắt à. Ép chứ. Coi khúc này giờ mình bẻ cái đọt nhà mình luôn. Chứ nghĩ đâu chưa đâu phải mới dư quá mình đưa qua đưa lại nó cũng xấu không anh. Đúng rồi, dư quá mà bỏ bớt đi, đừng xài. Vừa đủ rồi nữa cái mai nó cứng khừ luôn. Bởi sáng ăn ship xuống cái mai ông thoảng thiếu. Ông gửi mình 3 cây. Cái để kể mình nghe, ông thoảng thiếu này mới nó mới ra đậu thưa gỉnh à. Ừ. Dư xấu. Rồi mình chỉ nói một câu đi, một câu mai ghép từ từ gắt đọt là anh đẻ ra mốt anh bẻ không nổi anh phải cắt dục á. Rồi mà cái mai đó phát triển đẹp anh bẻ ra hết 3 cây luôn vô ổng chỉ chắc ở khích hà thôi, điều gan mà đẹp là vậy phải. Nó quay mình nhìn cây mai của người khác mình cũng khoái. Chứ giờ cây mai này mà nó bị lá me rồi nhìn ảnh uống gì mình cũng thấy chán. Không dám đâu, em làm không nổi đâu mà chán. Riêng mà cây Messi anh không giờ em bẻ nổi đâu. Anh nói thiệt em á, anh từng đi làm thuê làm mướn mà vô mà đi bẻ mai đầu á, lựa mới đẹp bẻ với Messi bẻ không gì bẻ nổi. Chứ em bẻ là gãy nhánh. Nó yếu ha. À, cái nhánh nó dở lắm. Cái nhánh nó quá dở chứ không phải như cây nó khỏe đâu. Cái nhánh nó yếu xìu mà nó dễ gãy, nó cái xương nó yếu lắm. Yeah. Nó không phải như cái xương mai khỏe mình. Trời ơi. À, giờ mới tới khúc quan trọng nè. Chứ đâu phải đâu em. À, nhánh cuối cùng á. Nó thấy dở đều thấy không? Ừ. Anh bẻ anh khỏi biết anh tại vì quen rồi này mà không quen bẻ cả ngày. Không quen bẻ không nổi đâu, bẻ hơn nó gối mình bẻ được hơn nó gối. Mấy cái gì cũng phải cái chuyên nghiệp đấy em ơi, không có chuyên nghiệp làm không được đâu. Má quay về hồi đi hồi quở ông nội. Không còn cái ấy nữa. Má đi đồ hồi quở á. Mình nhiều người quở lắm rồi đó. Thiệt á. Quở vụ gì anh? Hả? Quở vụ gì? Ông nói ông làm cho chết, ông làm cho dữ vậy không? Ông có thua ai? Cũng làm ha. Ờ, ông nói ông làm, ông nghĩ ông có thua ai không? Mà ông làm thấy ớn vậy không? Ta nghĩ này kia ông làm khói nóng lạnh luôn. Mấy ông bạn mình vô. Sáng mấy giờ anh làm? Đâu ngày xưa 5:30, ủa 6:30 là mình vô trọng mình làm em. Nói chung là ham làm, nói với mình cho mình xin lỗi nha, cộng đồng nha. Mình nói thật, nói không biết người ta có chữ không, anh ngủ anh giấy mà tối sáng thì ta đi làm
vậy anh, anh thích cái vậy đó. Nhớ nhớ cây mai để đúng sáng rồi nó thăm mày. Tại biết sao công chuyện nó nhiều quá, với mình có cái phần mình con người mình nó khỏe. Anh nói thiệt em á, con người nó khỏe. Chứ không phải là mà nói gì. Còn sáng á, một là anh qua bên bên quán phở Quyền Trâm bên á, gọi là quán phở nổi tiếng á. Là anh ở sáng bên á. Ăn tô phở 60.000 vậy thật sự anh ăn sướng lắm. Còn có anh ăn bún bò bển. Là tô bún bò là 65.000. À, một ly nước cam. Mà cái anh có biết ông chủ phở Quyền Trâm đó không? À, biết chứ, nếu mà còn mà cái chủ cái chủ của bún bò nổi tiếng của anh á. Nói chung là người ta quý anh lắm. Mà người ta có chơi mai không? Có. Mình là lại cho cái chủ bún bò lại mà khó khi nào cái chủ bún bò rảnh lắm, đắt lắm. Lại nói chuyện mình vậy đó. Rồi mình ăn á, cái nhiều khách lại cái người ta hỏi mình. Cái nó xin lỗi phải anh Út được không? Mình ta ôm mình cái. Mình ăn bên Quyền Trâm cũng vậy. Mốt anh em mà muốn gặp anh Út là lên quán phở Quyền Trâm xin chữ ký. Vậy đó. Cái mình ăn hai quán mình tại vì khách đông á. Rồi mấy ổng vô nhiều khi mình cũng chân hửng à. Con mấy ông lớn bự lắm mà không biết cái gì về thời dắt mình thấy tướng giàu có lắm, dân bụng bự đi xe hơi đồ, dân cao ráo mà. Nhiều khi người Bắc có, người Nam mình có. Không mình nói mình sự thật. Tại vì mình thấy qua ra người ta ôm mình gọt mình mới nói. Cái ta ăn xong cái ta ra thấy mình vô cái mình ngồi mình ăn cái họ lại cái họ nói xin lỗi phải anh Út được không dù mai không mình nói dạ phải rồi cái ông đưa hai tay bắt tay mình vậy nè một người ôm mình đó đó cái dịp mà tôi qua vườn chơi vậy đó đó là phần sự thật rồi qua bến nói chung là người ta ăn tôi biết mà dữ lắm chứ không quá chờ fan hâm mộ tôi biết mà dữ lắm là vậy đó. Rồi bây giờ tới tới cái nhánh đọt rồi phải anh? Đúng rồi. Đây nhánh đọt cái quan trọng nè anh em. Mà mình giờ chung cái mặt mình đi đâu ai không biết. Thiệt mà. Cái đọt này mà mình ghép một cái được không anh? Được chứ. Một cái cũng đẹp bình thường. Ba cái nó có dư không? Ba cái thì vừa đủ. Mà nữa nó cũng phải dư à. Mốt mà nó ăn vô ba cái nó đụng nhau quá không? Đúng rồi, nó dư chắc. Một cái thì em bẻ nó gọn, dễ bẻ hơn. Đây, anh bẻ cái bên cạnh trước ha, bẻ cái cự gà trước. Đi qua cái đọt mình phải đi sau chứ. Là nữa mình tháo kẽm, mình tháo kẽm, anh tháo kẽm là anh tháo từ cái đọt tháo xuống, dễ tháo lắm. Chứ mình đừng có tháo ngang hông. Mà anh quấn kẽm này dễ hết lắm. Quấn vô thì dễ, gỡ ra thì khó. Chua lắm à, gỡ ra cái người biết kháo kẻ mới được, chứ không biết kháo gãi nhánh hết luôn á. Chứ bộ em mới được đơn giản đâu không. Nè cái nhánh này nè, cái này nó nằm đây nè, nằm ngay tay nè, cái này nè. Đó đây nè. Đó canh cái ngạnh chơi của nó qua đó nó đều quá. Đúng rồi, nó vậy đó. Vậy là cái xương mình cũng phải chia đều ra thôi. Đó là vậy đó. Cái xương mình cũng cứ chia đều, còn ngạnh chơi nó đẻ ra hay trời nó. Chứ không phải mà em ấy được đâu. Nhưng mà vậy mình chỉ bẻ được có hai cái nhánh hai bên thôi, chứ còn cái chính giữa thì giữa mình đọt thẳng lên chứ. Đúng không? Thì này để em coi nè. Vậy mới hai cái hai bên thì nó đọt sao nó đều được. Đây. Đó, cái nhánh chơi ở bên tay trái là mốt nó sẽ qua cái che cái đọt giữa nè, ở phía bên đây nè. Cái bên này cho anh chắc cũng làm ngược lại quá. Em mà quay tối mai bình luận cho nó buồn hai thằng này khùng. Hai thằng khùng. Anh Út có làm vườn mai anh khùng cũng được rồi, giờ em khùng theo.
thiệt, ai theo mình là khùng theo thì chứ bộ, theo không nổi đâu. Bởi anh nói thật á, nói chơi vui với công mà mình hai người, mình biết mình đang là công hai người làm được. Tại anh làm, anh không có nghỉ. Anh gọi làm hoài vậy đó, từ không phải nói ngày 10 tiếng, 12 tiếng chuyện bình thường. Cứ lật lá quấn chuyện bình thường, không có gì trở ngại. Không gì trở ngại anh. Này nữa em không phải tỉa bớt à, em không để gì được đâu. Để đợt sau anh tỉa như thế nào. Đúng rồi. Quay cho anh chị em xem. Đẹp lắm, anh tỉa đẹp lắm. Vậy là cái ngọn ở trên là hai cái cự gà hai bên là nó đâu kín được cái ngọn đó. Sao không kín em? Đúng không? Kín tức là kín mít sô bum luôn. Chưa thấy nó kín, nó chỉ mỗi thằng nó qua một bên thôi nè. Nó đẻ mới kín được sao, cái kín khừ luôn á. Cũng kín sao không kín để em coi nè. Thì sao hồi đó anh không ghép luôn bốn cái? Bốn cái nó khừa mà dày là nó cũng cứ ngắt rồi. Chứ không phải là dày em. Vậy là cái cây của em mà anh xúi tám cái đọt để lại ba cái này cũng giống như cái ngọn này đúng không? Đúng rồi. Để ba bên kia đúng không? Cái bẻ giống anh luôn phải không? Đúng rồi. Thì từ nó mới kính chứ em biểu mới mà y con nít mới tập đi, em biểu sao chị biết em biểu có chạy sao nó chạy. Vậy là mấy anh em mà chơi tán đầu đinh là cũng ghép giống cái ngọn này nè đúng, đúng không? Đúng rồi, chính xác. Cái ngọn là quan trọng ha. Đúng rồi. Đây, quay cái ngọn cho anh em xem. Rồi, bây giờ là anh chỉ bẻ hai cái cự gà qua hai bên đối diện nhau thôi. Đúng rồi. Cái đọt thì cứ bẻ thẳng lên. Bẻ cơ đàng hoàng á. Đâu bẻ thẳng được. Cái đọt này thấy em chơi quá trời luôn. Đẹp không? Nhưng đọt mà nó vẫn nó không phải là cái đọt nước. Đọt tuyệt vời luôn á. Cái ngành chơi cái đọt ở trên của anh nó chưa phải là đọt nước. Ha, nó mới mọc hai bên, nó chưa mọc tứ diện. Em bẻ lại lên liền có gì đâu. Không có khó khăn đâu. Không có khăn mấy cái này đâu. Chứ hồi ghép mình đâu biết cái nào được được nước mà mình chọn. Chị, trời ơi, cái này em bẻ nữa lá ra, em quấn rồi về quấn lá ra, nách lá ra, nách à. Là mình tự mình bẻ luôn. Chứ sao, nữa nó ra dữ lắm. Em khỏi mà lo cái đó. Chứ nó mà ra nhiều nữa em cắt mình dục cũng vậy à. Đó, cái đọt nó đang ra hai bên đó để coi anh làm sao. Cái em cắt cũng vậy à. Anh đang gài kẽm ha. Gài kẽm mình móc bố xua đây. Đúng rồi, nữa sao là mình mới đi được cái giờ em thấy chỗ nào đâu mà em móc. Em thấy cái gì này móc gì kia, ghi móc gì nọ cho nó chắc chứ cho con kẽm nó không có chạy chứ. Cho nữa nó chạy cho em. Bộ bẻ là còn phải cái nhánh mai nè, thấy sẵn chắc vậy nè. Ừ. Gió nó thổi nó không lùng lơ. Còn em móc mà chặt vụt cái nhánh này yếu xìu à. Dạ. Tại cái kẽm móc nó bị rớt ra đó. À. Lắc nè, cái nó gặp gió mà bão nó mạnh quá cái nó hở cậy là nó chết. Em phải biết cái chậu đó. Chứ đâu phải mà bộ khùng ha mà gài chung kẽm cho cực khổ. À, tới cái ngọn này. Vô kẽm trước ha.
ngắt cái đọt bỏ một chút. Nó để vậy thôi hả anh? Giá đâu? Ai có cho thiên hạ ta cười. Nó phủ vẽ bài bản đàng hoàng. Rồi anh em xem bánh bẻ, quay cái chiều anh bẻ cho anh chị em xem. Bẻ cơ đàng hoàng chứ. Bẻ cơ tròn đàng hoàng chứ. Đó là anh bẻ cái đọt nó hơi nghiêng về phía trước. Chưa bốc còn trời mới cái này mấy đọt dễ bẻ đó, à, vậy là xong rồi đó. Đây. Nó phải cơi nè. Anh bẻ đọt hơi nghiêng về phía trước. Mốt mình phải vậy nè. Đó, mình phải trong cục xuống nè. À. Bẻ qua, rồi đẩy lên. Đó, từ từ lên lần rồi đó. Đó, làm cho nó tròn rồi nè. Rồi. Chứ đâu phải mà vậy được đâu. Đó, anh bẻ này coi như mặt trước này nè, anh bẻ lên phía trước này sẵn. Nè, nữa nhánh này nè. Cái nhánh này nằm vậy nè. À. Còn nhánh này nằm ngay nè. À. Nè thấy không? À. Đó nè, nè hai tay nè, nhánh này nó nằm ở đây nè. Ừ. Thì dài bữa này ra dài bẻ ở đây, còn này ở đây. À. Còn cái này nằm ngay đây. À. Đó, nè thấy không? Này ngay đây, này ngay đây, này ngay đây. Ừ, thấy không? Đó là thấy nhọn rồi đó. Ừ, còn em không muốn, em muốn đẹp nữa, em lặn xuống chút nữa cho nó co xuống chút nữa. Co xuống nữa nó trùng dữ lắm. Rồi đó. Nó tròn vậy đó. Còn cái nhánh này nè em muốn thấy tròn cây rồi đó anh chị em. Nó phải tròn chứ. Vậy là xong ha anh ha. Xong rồi. Vậy là lụm tiền đó. Cơ bản vậy là thôi là lụm tiền đó. Ừ, vậy là lụm tiền đó. Rồi bây giờ cái clip này cũng dài rồi, em sẽ kết thúc ở đây. À, chút xíu nữa để còn thời gian thì em sẽ quay trả lời câu hỏi cho hai anh nữa. À, đặt mai quay nữa không ơi, mệt thấy mẹ. Rồi si mình để ngày mai đi. Mai rồi, quay nữa đi. Mình mai vô vườn quay đi. Này. Chào tạm biệt khán giả đi nó quay. Rồi cảm ơn em, cảm ơn các con, cảm ơn khán giả nhiều. Rồi em xin chào nha. Ừ. Hết nổ rồi. Quá đẹp luôn rồi đó. Ừ. Clip này là bảo bạn không ơi.